Tài chính cho phong trào Hồi giáo Hamas đến từ đâu? Thượng nghị sĩ Nga giải thích điều gì sẽ xảy ra với Ukraine sau căng thẳng ở Israel. Trung Quốc muốn cùng Nga làm trung gian hòa giải xung đột tại Gaza. Lô viện trợ đầu tiên vào Gaza sau khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ. Trên thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung chính yếu sau đây. Tài chính cho phong trào Hồi giáo Hamas đến từ đâu? Nhóm Hamas đã sử dụng mạng lưới tài chính toàn cầu để hút tài trợ, chuyển tiền mặt qua các đường hầm ở Gaza hoặc là dùng tiền ảo để vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo đang nắm quyền kiểm soát giải Gaza, sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn trong việc tiếp cận các nguồn tài chính sau vụ đột kích của nhóm vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10, khiến ít nhất 1.300 người thiệt mạng quân đội Israel đã đáp trả bằng chiến dịch không kích dữ dội nhất vào Gaza trong 75 năm xung đột, cướp đi sinh mạng của hơn 2.800 người Palestine tính đến ngày 17 tháng 10. Đầu tuần này, cảnh sát Israel cho biết đã phong tỏa một tài khoản ngân hàng, Barclay, được xác định có liên quan đến hoạt động gây quỹ của Hamas, đồng thời chặn các tài khoản tiền ảo, tiền điện tử được sử dụng để quyên góp. Theo Reuters, động thái trên đã hé lộ một mạng lưới tài chính phức tạp, bao gồm một số hợp pháp và phần lớn là ẩn dấu làm nền tảng cho Hamas. Matthew Levitt, cựu quan chức Mỹ chuyên về chống khủng bố, ước tính phần lớn ngân sách hơn 300 triệu USD của Hamas đến từ thuế đánh vào các doanh nghiệp cũng như từ các quốc gia hoặc các tổ chức từ thiện. Bộ Ngoại giao Mỹ vào hồi tháng 2 năm 2022 từng khẳng định Hamas đã gây quỹ ở các nước vùng Vịnh khác và nhận tiền quyên góp từ người dân những người nước ngoài sống xa quê hương và các tổ chức từ thiện của chính nhóm này. Theo ông Levitt, trong bối cảnh bị Mỹ và các quốc gia như Anh xếp vào danh sách tổ chức khủng bố và áp trừng phạt, Hamas ngày càng sử dụng tiền ảo, thẻ tiến dụng hoặc các giao dịch bình phong để né tránh những biện pháp hạn chế quốc tế. Song năm nay, nhóm thông báo sẽ rút khỏi lĩnh vực tiền ảo sau một loạt thua lỗ. Ngoài ra, hệ thống sổ cái của tiền ảo có thể để lộ dấu vết các giao dịch thông qua nó. Các nhà nghiên cứu công nghệ chuỗi khối blockchain thuộc công ty TRM Lab mới đây phát hiện việc gây quỹ bằng tiền ảo trước đây đã tăng lên sau các đợt bạo lực liên quan đến Hamas. Ví dụ sau cuộc xung đột vào tháng 5 năm 2021, các địa chỉ tiền ảo do Hamas kiểm soát đã nhận được hơn 400.000 USD. Tuy nhiên, theo Lab, kể từ đợt bùng phát giao tranh cuối tuần trước, các nhóm hỗ trợ nổi tiếng có liên quan đến Hamas chỉ chuyển được vài nghìn đô la thông qua tiền ảo. Điều này được tin là có thể một phần do chính quyền Israel đang nhắm mục tiêu vào họ ngay lập tức. Tháng 12 năm 2021 đến tháng 4 năm 2023, nhà chức trách do Thái đã thu giữ số tiền ảo trị giá lên tới hàng chục triệu đô la từ gần 190 tài khoản liên kết với nhóm vũ trang Hồi giáo. Cho dù thông qua tiền ảo hay các phương tiện khác, các đồng minh của Hamas đã tìm ra cách để đưa tiền đến Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Iran cung cấp tới 100 triệu USD hàng năm để hỗ trợ cho các nhóm vũ trang bao gồm cả Hamas bằng cách chuyển tiền thông qua các công ty vỏ bọc, giao dịch vận tải và kim loại quý. Theo Bộ Tài chính Mỹ, năm ngoái Hamas đã thành lập một mạng lưới bí mật gồm các công ty quản lý khoản đầu tư trị giá 500 triệu USD vào các công ty ở nhiều nước. Washington đã công bố các biện pháp trừng phạt những công ty này vào tháng 5 năm 2022. Tehran hiện vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin này israel từ lâu buộc tội các giáo sĩ hàng đầu của iran kích động bạo lực bằng cách cung cấp vũ khí cho hamas ngoài việc không công nhận nhà nước do thái tehran đã công khai ủng hộ nhóm cả về mặt tinh thần và tài chính qatar cũng nằm trong số ít quốc gia có ảnh hưởng với hamas Lý do vì đất nước giàu tài nguyên khí đốt này đã chi hàng trăm triệu đô la cho Gaza kể từ năm 2014, có thời điểm tới 30 triệu USD mỗi tháng để giúp vận hành nhà máy điện duy nhất của vùng, cũng như hỗ trợ các gia đình nghèo, nhân viên làm việc cho chính quyền của Hamas. Một quan chức Qatar khẳng định, viện trợ của Doha giúp duy trì nguồn ổn định và chất lượng cuộc sống cho các gia đình người Palestine. Việc Qatar thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở trở thành nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất khu vực của Mỹ thường cho phép nước này trở thành trung gian hòa giải. Reuters trích dẫn một nguồn tin thạo tin tiết lộ, nguồn tài trợ của Qatar cho Gaza thực tế được chuyển qua Israel. Cụ thể, tiền được chuyển khoản điện tử từ Qatar sang Israel trước khi các quan chức Do Thái và Liên Hiệp Quốc mang tiền mặt qua biên giới từ Gaza. Tiền mặt được phân phát trực tiếp đến các gia đình và công chức có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Mỗi gia đình hoặc cá nhân phải ký tên biên nhận tiền mặt một bản sao giấy tờ đó sẽ được gửi đến Israel, một bản gửi đến Liên Hiệp Quốc và một bản gửi đến Qatar. Trong những năm gần đây, Qatar đã mua nhiên liệu từ Israel cho nhà máy điện duy nhất của Gaza. Nước này cũng gửi nhiên liệu của Ai Cập đến tay Hamas để nhóm này có thể bán lại, sử dụng số tiền thu được để trả lương. Chuyên gia Stephen Draymer thuộc tổ chức tư vấn Royal United Survey Institute nhận định, những nỗ lực mới của phương Tây nhằm hạn chế hoàn toàn quyền tiếp cận các kênh tài chính chính thức của Hamas sẽ khó thành công vì nhóm đã phát triển chiến thuật tài chính, phá vỡ những điều này. Thượng nghị sĩ Nga giải thích điều gì sẽ xảy ra với Ukraine sau căng thẳng ở Israel. Ưu tiên của Ukraine trong nền chính trị phương Tây sẽ giảm đi trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Israel. Thượng nghị sĩ Nga Alexei Puskov bày tỏ quan điểm. Theo ý kiến của ông, giờ người Mỹ sẽ phải hoạt động trên hai mặt trận, ukraine và israel nếu không thì mọi người sẽ bị thuyết phục rằng mỹ không thể chịu nổi gánh nặng lãnh đạo toàn cầu nhưng dù họ có cố gắng hành động theo cả hai hướng như thế nào đi chăng nữa thì ưu tiên của ukraine trong chính sách của phương tây chắc chắn sẽ giảm đi trung đông đang bùng cháy một cách thật sự nghiêm trọng thượng nghị sĩ nga nhấn mạnh mỹ đảm nhận quá nhiều nghĩa vụ trên khắp thế giới đây là trường hợp điển hình của một đế quốc đang phải đối mặt với vô số thách thức và ngày càng phải căng mình ra để thể hiện sức mạnh thượng nghị sĩ kết luận Trung Quốc muốn cùng Nga làm trung gian hòa giải xung đột tại Gaza. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích dẫn lời đặc phái viên Zai khẳng định trong thông cáo rằng Bắc Kinh và Moscow có chung quan điểm về vấn đề giải quyết xung đột tại Gaza. Bắc Kinh sẵn sàng cùng Moscow duy trì liên lạc và phối hợp nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Theo đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Trung Đông, khẳng định với người đồng cấp Nga tại Qatar, trong trạng đầu tiên của chuyến đi hòa giải tới khu vực, đặc phái viên về các vấn đề Trung Đông Jai Zun đã hội đàm với người đồng cấp Nga Mikhail Bodanov tại Doha, Qatar. Cuộc hội đàm diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du quốc tế hiếm hoi tới Bắc Kinh. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích dẫn lời đặc phái viên Trung Quốc khẳng định trong thông cáo rằng Bắc Kinh và Moscow có chung quan điểm về vấn đề này. Trong cuộc gặp, hai đặc phái viên Joy và Bodanov cho biết Trung Quốc và Moscow đã liên tục tập trung phối hợp chặt chẽ trong các nỗ lực vì lợi ích giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng này và các cuộc khủng hoảng khác ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga. Cả Bắc Kinh và Moscow đều ủng hộ việc sớm chấm dứt tình trạng thù địch, ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và có hành động khẩn cấp đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo, bao gồm cả việc giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng và các biện pháp nhằm thả con tin. Cơ quan thông tấn Nga cho biết, Cuộc khủng hoảng hiện tại nổ ra giữa Hamas và Israel kể từ ngày 7 tháng 10 đã khiến Bắc Kinh và Moscow đứng về phe khác với Washington. Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ cho việc Israel chiến đấu chống lại Hamas, trong khi cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel giảm thiểu thương vong cho dân thường. Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung khoảng 14 tỷ USD để viện trợ quân sự cho Israel. Trong khi đó, Bắc Kinh đã nhanh chóng tố cáo việc Mỹ bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận giải Gaza. Qua ta là cầu nối thiết yếu cho các nhà ngoại giao muốn tham gia vào tiến trình hòa giải cho xung đột Hamas-Israel. Quốc gia vùng vịnh nhỏ bé này là nơi đặt văn phòng đầu não chính trị của Hamas trong hơn một thập kỷ qua. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết quân đội sẽ sớm thấy Gaza từ bên trong. Ám chỉ một cuộc tấn công trên bộ, Cùng ngày 19 tháng 10, đặc phái viên Jai cũng đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Adula al khulafi tại Doha và cho biết Trung Quốc duy trì lập trường nhất quán trong việc thúc đẩy hòa bình, đối thoại và giải quyết chính trị về cuộc xung đột. Theo một thông cáo riêng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hiện tại Trung Quốc đang liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan trong cộng đồng quốc tế để thúc đẩy lệnh ngừng bắn và chấm dứt tình trạng thù địch. Đặc phái viên Jai cũng ca ngợi ảnh hưởng đáng kể của Qatar đối với vấn đề xung đột và cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Doha và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc xoa dịu căng thẳng. Theo thông tin từ Trung Quốc, ông An Kholafi cho biết Qatar rất coi trọng vai trò và ảnh hưởng của Bắc Kinh và sẵn sàng tăng cường liên lạc cũng như nỗ lực giải quyết cuộc xung đột. Lô viện trợ đầu tiên vào Gaza sau khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ những chiếc xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo lần đầu tiên đi vào giải Gaza kể từ sau khi Hamas tấn công Israel, đáp ứng một phần yêu cầu của các nước châu Âu, Ả Rập và Mỹ. Khoảng 20 xe tải chở viện trợ cho Gaza đã bắt đầu đi từ phía Ai Cập qua cửa khẩu Rafah để vào giải Gaza vào sáng ngày 21 tháng 10. Hàng trăm nhân viên cứu trợ và tình nguyện viên trước đó đã chờ mòn mỏi ở phía biên giới Ai Cập để được vào Gaza. Một số người mặc áo phông đen đã tổ chức biểu tình, ngồi để tưởng nhớ những người Palestine đã thiệt mạng. Đây là bước quan trọng đầu tiên giúp giảm bớt nỗi khổ của những người dân vô tội, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trên mạng xã hội. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những bên liên quan đã biến điều này thành hiện thực. Diễn biến này xảy ra ngay trước khi Ai Cập khai mạc hội nghị về khủng hoảng giải Gaza ở Cairo, dự kiến có sự góp mặt của các ngoại trưởng và quan chức cấp cao từ châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Trung Đông và Trung Quốc những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các bản tin kế tiếp mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi cảm ơn quý vị xin chào và hẹn gặp lại